Bây giờ đi vào để chờ thì là chín để ăn nhé mọi người nha. Không biết là chín chưa mọi người, anh em mình ra để xem nó chín chưa để cắt con. Ui đỏ chót luôn này, uầy đỏ chót chót luôn. Ủa sao nó sủi thế nhỉ? Ấy, cái này chưa đỏ lắm. Cho thêm tí đi vào mọi người. Chọc thế. Này cứ nhảy. Em làm gì đấy? Em làm món mực hấp bia. Hấp bia là hấp kiểu gì? Hấp bia. Sao có bia ngon mà không bảo ta đi mua bia này? Bia này gì? Mua bia luôn. Bia này ngon hơn. Cái này mở cái này này. Đây, cái này hiện đại này. Nhưng mà chị. Rồi. Thế làm tắt đây đi. Tôi xịt đi nhỉ? Từ từ anh uống hết gì? Lấy đâu mà bia mà uống nữa? Ấy, ư, đúng, để lại một ít. Để lại một ít rồi. Ấy, sao mày đổ vào đấy? Em hấp bia mà. Ôi dồi ôi. Hấp bia sao lại? Hấp bia là bia phía dưới mực. Bạch tuộc ở bên trên cơ mà. Thì đây em làm món hấp bia này nó mình ngấm được hết được. Nó mới thơm. Anh bảo càng nhiều bia càng thơm mà.
Đây là mình luộc mẹ rồi. Ăn thế nào được nữa? Chắc ăn được. Thế mà anh uống bia với cả mực suốt này. Uống bia với mực thì liên quan gì? Thế đằng nào nó chẳng là mực có bia. Thế mày thấy ai cho rượu vào cơm cho ăn cơm ăn chưa? Thế thì ăn thế nào được? Đỏ, đẹp nhờ. Đẹp, thế nơi. Đỏ thì đỏ nhưng mà... Làm thử nhớ đi. Chỉ nơi đấy. Thôi thôi, hoảng rồi. Hoảng gì mà hoảng gì nữa, đừng có ăn nhé. Không ăn được không? Ăn được mà. Mực luộc bia. Nhìn này ngon đến nơi mà, anh mà không ăn thì em ăn. Đẳng cấp này. Mực luộc bia, mình làm món gì luộc bia chưa? Chưa. Ăn được không? Ăn được. Đã làm đâu biết ăn được. Biết được. Hải sản, hải sản với bia là quá là hợp rồi. Xong rồi, hải sản với bia quá là hợp rồi. Xong rồi, đấy. Tuy nhiên là hải sản với bia là đi gì hả? Ủa nhưng mà bây giờ cho ra luộc lại được không nhỉ? Hấp lại được không nhỉ? Không. Rửa đi. Để đây ăn thử ra. Hả? Ui nhìn những người ngờ hành tinh. Ồ, nhìn đẹp đấy. Nhìn những người ngờ hành tinh luôn đấy. Ui, gật gật đầu này. Gật gật. Đầu nó không có chứng như đầu chăm trong tivi. Rồi, ôi thôi. Nói chung là đâm lao, ta cứ theo lao thôi. Các bạn thử đấy. Chị chưa? Nè. Cháu ra ăn thử nào. Ok. Thử nếu mà không còn còn sửa chữa sai lầm được. Kéo lắm rồi. Nếu mà không ăn được thì ta cho ra lừa, rửa đi. Ta luộc lại nước. Đúng là thằng dồ. Bia không để uống thì đem đi. Đem đi luộc bạch tuộc. Má mẹ nó lấy đâu tiền uống bia này. Hai bình này. Bảo mực ngon không? Bảo bia ngon đâu? Mực ngon ai biết được. Ăn thử nữa. Ra quả chua chua to nhé. Hả? Chua chua. Ăn miếng nào gấp đi. Gấp đi để cắt. Nhưng mà tao nghi là hỏng lắm. Mày biết báo tiền đấy không? Báo tiền? Dồi ôi, tiền triệu đấy ông ơi. Tao thề mày ba con này hơn 1 triệu, gần 2 triệu đấy. Phép cái cứt. Ăn miếng nào? Miếng nào cũng được. Gần 2 triệu bạc. Thứ 9, kéo mà thứ 9. Rồi. Ui, sao ui, sao nó chảy cái gì ra đấy? Chảy nó bèn sashimi. À, ui dồi. Đấy. Cho có gia vị. Thử nhớ nha. Ăn đi. Tao nghe không đến cả quan đâu, mất 2 triệu của tao rồi. Mấy cả mọi người nha. Xong. Hả? Ăn cứ rồi. Xong rồi đúng không? Ăn được. Tụi mẹ mày. Không. Mày vừa đổ bia mới vào phải đun sủi, sủi nó đi đã. Đun cho nó bốc hơi đã. Đậy đậy vung vào, đậy vung vào. Nó vẫn đang mùi bia đúng không? Vẫn như bên trong vẫn ngọt bên ngoài, chỉ rượu lắm. Ăn nó kiểu như kiểu bia ấy. Kìa. Thôi, tao thử cái này. Ôi, 2 triệu bạc của tôi. Em nghĩ là ăn xong một con này say. Tôi cũng xong. Trong vẫn ngọt mà. 2 triệu bạc ba cái con này á. Ngon không? Ăn được à? Ngon mà. Nhưng mà bên ngoài nó mùi rượu lắm. Thử luộc thêm một tí nữa. Luộc thêm một tí nữa. Rồi. Ở đây nhậu thức ăn. Không cần mồm. Ngon mà. Ngon đấy. Không bây giờ phải cho ra mới biết được. Luộc bia. Lấy cái bát đi. Uống sao được? Chẳng uống được. Bia. Bia nóng à? Em không cho tí nước nào đâu, cần bia đấy. Phí. Mày biết phí. Phí mà 2 triệu, gần 2 triệu tiền bạch tuộc của ta không thấy phí. Thì người ta cũng ngâm rượu với cả sản sao? Ngâm rượu với hải sản cái gì ngâm rượu? Này cho mày. Điên. Ngâm rượu cái này là khác, cái này là ẩm thực. Thôi. Không ta đâm lao thì phải theo lao thôi. Cứ thì nó lại ngon quá. Đi lên tầng gì ra. Ok nhá mọi người nhá. Thành công hay thất bại
Trời ơi, mà rốt mà mình ngu lắm, sao không cho ít xả vào? Thì biết đâu ấy. Lục bia thì lục bia đấy, nè thử ra. Ngon là được chắc. Không mùi bia đâu. Làm cái đầu. Cao thủ dẫn đầu. Ôi dồi. Đắng đắng á. Sao đắng? Mà phí của giời. Làm yếu này. Làm cái cốt nó. Đây là cái sủ nó nha mọi người nha. Sủ. Sủ cá với tuộc. Dài quá. Thế nào? Ăn được. Ăn được. Cứ là ăn được nữa là. Quan trọng là nó phải ngon. Không phải chơi. Ai bảo anh không đi về mà nó. Tao đi mua lon bia mà. Đi lon bia chắc anh uống hết cả quán bia người ta rồi. Điên. Đợi nấu chín như này thì mới về. Vẫn mùi bia mày ạ. Ở trong cái chân dâu của nó này. Đấy, gọi ra bia này. Anh gọi hết bia anh mà nào. Vẫn mùi bia. Nhìn nè. Em gọi hết bia đi. Ăn là ngon ngay. Ui, em tấm vậy. Không anh lột nó ra đi. Thuốc cua ngon hơn. Hơi cay cay bia ấy. Ngắm mẹ vào thịt rồi. 2 triệu. Mình mua 3 con này mất gần 2 triệu nha mọi người nhá. Mãi 2 triệu. Đại đại sao mà xuân. Tiền đâu? Đúng rồi. Đâu? Được đấy. Hay là bạch tuộc này không ngon à? Người ta bảo mình là con bạch tuộc này mới đánh bắt xong là lên bờ vẫn còn sống, xong họ ướp đá xong rồi mình sống thì mang về để mình chả chết à? Ở đấy hay là bạch tuộc to nó không ngon à? Bạch tuộc này. Mà tại mẩy đấy, mẩy lục bia hấp, ai bảo mẩy đấy là hấp, không mà hấp cái đầu mẩy sao mà cái cá hấp anh gọi là cá hấp mà anh mới cho bia vào. Đấy là cho bia xuống dưới, hấp nó bốc hơi lên trên. Còn đây là ông luộc rơi cả đấy, xong chúng cho rượu vào mà luộc. Ừ, cho rượu vào luộc cái ngon đấy nhỉ. Chúng còn lại bộ. Phải một luộc rượu vang. Rượu vang với người ta, người phương Tây người ta hay ăn rượu vang. Ăn được mà, cao bổ. Được nhưng mà nó cứ mặn mặn với lại là... Nó ngủ bia á. Anh ấy chẳng thèm bia. Bỏ về rượu. Chẳng thèm bia. Thôi. Tí cả 2 triệu bạc. Dạ. Thôi, bây giờ xuống rửa đi. Vót vét lại, xào lại xem có vót vét lại được tí nào không.